chúng con và toàn thế giới nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương soi chúng con và toàn thế giới lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
dù tôi đôi có nợ thân và sự sống phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của cha, bởi vì cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào cha mà bị thất vọng. Lạy cha từ bi, chỉ mình cha mới vinh vực con. Cha không bao giờ từ chối khi con thong hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió đến từ đâu và thổi đi đâu. Ai bởi thành khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật vậy, tôi bảo thật các ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Của tôi, nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoài trừ con người đứng từ trời xuống, như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời đầu tiên cho gửi lời chào thân thương trong một ngày đẹp trời. Và ngày hôm nay, ngày 21 tháng 4, ngày bắt đầu, con sẽ dùng để nói lời một những cái câu hỏi trong cái cuốn Docas, nó để làm sao để chúng ta sống. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tham khảo câu đầu tiên là: khi Thiên Chúa dựng nên thế giới và loài người chúng ta, có phải Ngài đã hành động theo một kế hoạch đã định? Đúng thế, Thiên Chúa đã tạo dựng nên toàn thế giới theo ý định và kế hoạch của Ngài. Ngài đã dựng nên thế giới loài người cũng tương tự như chúng ta đã nghĩ ra môn chơi cờ với tất cả những quy luật hợp thành một nguyên lý tổng thể. Nguyên lý xuyên suốt quá trình tạo dựng của Thiên Chúa chính là tình yêu. Do đó, kế hoạch của Ngài
là con người biết yêu mến và đáp trả lại tình yêu thương, và từ đó biết suy nghĩ, nói năng, hành động trong yêu thương. Và Thánh Gioan Henry Neuer đã nói như thế này: tôi đã được dựng nên để được thực hiện một điều đặc biệt, để trở nên một người độc đáo. Thiên Chúa đã dự định cho tôi một vị trí trong kế hoạch của Ngài. Dù tôi giàu hay nghèo, dù được người đời khen ngợi hay bị khinh thường, Thiên Chúa vẫn biết đến và gọi chính tên tôi. Chúc quý vị có một ngày thật tươi, thật bình an trong Đức Giêsu Kitô. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa.